Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTC16. Thưa quý vị, sau khi đi vào Biển Đông, bão Goni đã trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Đến 22 giờ tối nay, ngày 2 tháng 11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, khoảng từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc giật cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 3 cho đến 4 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu của cơn bão Goni, nên trong ngày và đêm nay, ngày 2 tháng 11, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 10. Sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét, biển động rất mạnh. Không khí lạnh tăng cường cũng ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Trong ngày và đêm nay, ngày 2 tháng 11, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đêm nay sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Trời tiếp tục lạnh về sáng và đêm. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng tăng mưa trở lại. Mưa xuất hiện nhiều nơi. Riêng Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông sét, gió giật mạnh. Riêng nhiệt độ cả hai khu vực mát mẻ, từ 24 cho đến 32 độ. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.